Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt sơ kết 2 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt được những kết quả tích cực, góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo gương Bác. 40 tuổi và có gần 7 năm làm bí thư chi bộ thôn Bơ Đơ, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, ông Caboe luôn được chi bộ tín nhiệm. Ông Caboe vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền xây dựng hơn 20 km đường liên thôn và hơn 15 km đường nội đồng. Nhiều mô hình như nuôi dạy con tốt, tuyến đường không rác, gìn giữ cổng chiêng, đổi công, giúp nhau làm kinh tế, vân vân. Từ ý tưởng của ông Caboe đã làm lan tỏa đời sống trong vùng. Theo ông Caboe, học tập và làm theo gương Bác rất giản dị, gần gũi nhưng sát với thực tiễn cuộc sống. Học tập của Bác, cái đức tính của Bác là cái tính gần gũi, rất là gần gũi, rất là dễ học, đấy, mà người nào cũng học được. Từ đó thì với tư cách là bí thư chi bộ thì tôi đã xây dựng những nghị quyết, tôi xây dựng những hướng ước, quy ước của thôn bản phù hợp với thực tế của địa phương. Thì trong những năm đó thì có những cái sự nổi trội như là thay đổi được cái nếp sống, nếp nghĩ của người đồng bào, rồi là đặc biệt là nâng cao được giá trị kinh tế của người dân. Kết luận 01 của Bộ Chính trị là cụ thể hóa chủ trương Đại hội 13 của Đảng nhằm kết nối, kế thừa và phát huy những thành tựu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những giai đoạn trước. Tại Lâm Đồng, sau 2 năm triển khai, những kết quả đạt được là nhân tố quan trọng thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 trong nửa nhiệm kỳ qua, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển của địa phương. Sau khi kết luận được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch 20 nhằm kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ quan trọng này trong toàn đảng bộ, trong đó bám sát kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Đảng để xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cần thực hiện. Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành kết luận số 01 về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với vai trò là cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã kịp thời chủ động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch số 20 về việc triển khai kết luận số 01 trên phạm vi toàn tỉnh. Việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã là một trong những cái nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, trong việc xây dựng các cái chương trình hành động, các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển chuyên môn của các cơ quan, đơn vị và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, trở thành một trong những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ. Một trong những nội dung được tỉnh Lâm Đồng xác định cụ thể đó là chọn những khâu đột phá để thực hiện gắn với kết luận số 21 của Trung ương, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm của tỉnh ủy. Cụ thể, không hình thức, tỉnh ủy chỉ đạo mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị đăng ký ít nhất một nhiệm vụ đột phá. Mô hình cách làm mới, cách làm sáng tạo, hiện đang có trên 128 mô hình mới, cách làm sáng tạo để nhân rộng. Hai năm qua, toàn tỉnh có trên 2.300 mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ tập quán lạc hậu, xoay nhanh vào vốn tiết kiệm thời gian, làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ tập quán lạc hậu, xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh, v.v. ở các xã, phường, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp. Đặc biệt, mô hình bảo vệ vùng xanh, phòng chống dịch Covid-19, bếp ăn từ thiện, gian hàng không đồng, những chuyến xe yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong cái điều kiện ngày nay thì phải hết sức quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến.
để kết luận số 01, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và việc học tập, cụ thể đây là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống và nó trở thành cái việc làm thường xuyên, tự giác, không phải chỉ cán bộ, đảng viên mà sẽ lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Thì chúng ta phải xác định cái công tác kiểm tra giám sát đó thì nó rất là quan trọng, bởi vì không kiểm tra giám sát là chúng ta không có lãnh đạo được. Đó, vì vậy mà trong cái việc mà thực hiện cái kết luận số 01 thì chúng tôi cũng xác định là gắn với cái việc thực hiện thì chúng ta phải có cái công tác kiểm tra giám sát kịp thời. Có thể khẳng định quá trình triển khai thực hiện kết luận 01 nơi nào bám sát mục đích, yêu cầu, nội dung và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đi vào thực chất, có trọng tâm, trọng điểm thì nơi đó mang lại kết quả tốt. Quán triệt phương châm trên làm trước, dưới làm sau, trong đảng làm trước để nhân dân noi theo, nói đi đôi với làm, nhận thức và hành động làm theo phải luôn nhất quán. Từ kết quả hành động để đánh giá nhận thức, lấy các điển hình tiên tiến, mặt tích cực, tiến bộ để từng bước đẩy lùi và khắc phục mặt tiêu cực, yếu kém. Những kết quả này sẽ tạo tiền đề rất lớn cho việc học tập và làm theo gương Bác trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị thì gắn với cái tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, phát huy vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Rồi đổi mới cái nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Rồi thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống theo gương của Bác cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Kịp thời phát hiện, xây dựng, rồi biểu dương, nhân rộng các gương điển hình, những mô hình hay, cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Rồi tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm. Kế thừa những cái kết quả đạt được qua 2 năm triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, tôi tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, tạo lan tỏa mạnh mẽ trong toàn đảng bộ và toàn dân. Kế thừa và phát huy những thành tựu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của những giai đoạn trước và sau 37 năm thực hiện công cuộc đổi mới, trong đó có quá trình triển khai thực hiện kết luận 01, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với mỗi người dân Lâm Đồng, những thành tựu to lớn và có ý nghĩa thời gian qua đã hiện thực hóa khát vọng xây dựng Lâm Đồng tiếp tục là điểm sáng của vùng Tây Nguyên. Đây cũng là xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp cách mạng qua mỗi thời kỳ, cũng như thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu, không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người.